Huy Phúc Ô Tô xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Và mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, bên em vừa mới cập nhật thêm về một mẫu xe thuộc thương hiệu Toyota. Chiếc xe Toyota Vios E sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2013. Mẫu xe phiên bản số sàn quý anh chị nhé. Với mẫu xe này thì được trang bị khối động cơ là 1.5. Đấy, option thì bao gồm là có la răng đúc này, phanh đĩa 4 bánh này, gương kính chỉnh điện cục điện, xi nhan tích hợp trên gương, tay nắm mở cửa ngoài mạ chrome, nẹp chân kính mạ chrome, có vẻ che mưa rồi quý anh chị nhé. Chiếc xe này thì được trang bị thêm màn hình Android này, camera cam lùi đầy đủ, cam hành trình cũng có luôn mọi người nhé. Và được trang bị thêm hai túi khí an toàn. Một mẫu xe cũng khá là đầy đủ rồi. Và trước khi đi vào chi tiết mẫu xe này, quý anh chị nào đang xem kênh của bên em thì quý anh chị hãy ủng hộ kênh bằng cách là like và đăng ký kênh quý anh chị nhé. Và quý anh chị đừng quên bật nút chuông để mỗi khi bên em lên những clip mới thì quý anh chị là một trong những người đầu tiên có được nhận thông báo từ YouTube ạ. Và bây giờ thì em xin phép sẽ đi vào chi tiết mẫu xe Toyota Vios E này để cho quý anh chị cùng xem và đánh giá chất lượng về xe quý anh chị nhé. Thì trước hết thì em sẽ quay phần đầu của xe nè. Phần đầu của xe thì em sẽ quay cặp đèn pha trước mọi người nhé. Với cặp đèn pha này thì em sẽ zoom gần lại cho mọi người xem này. Cặp đèn pha zin theo xe quý anh chị nhé. Và đây quý anh chị hãy nhìn luôn cho em này. Như mọi người đã biết thì khi mà kênh của em quay ấy, thì đều nói rõ luôn mọi người nhé. Đây là cái dấu hiệu để biết được chiếc xe Vios này thì cặp đèn còn zin mọi người nhé. Đèn zin thì bao giờ nó cũng có một cái dấu chấm tròn bên trong này. Đấy mọi người quan sát đầu ngón tay em nhé. Đó, đều có sự chấm tròn bên trên nhé mọi người nhé. Bên này thì cũng có luôn này. Đấy, tất cả dòng xe Vios đều, nếu như đèn zin thì đều có những cái chấm tròn này mọi người này. Đó. Đấy, cặp đèn đều zin theo xe mọi người nhé. Lắp cabo cũng như là mặt ga lăng này còn rất là đẹp luôn. Mặt ga lăng được ốp viền mạ chrome cao cấp rồi. Với mẫu xe Vios này thì biển số 34, biển số Hải Dương quý anh chị ạ. Cái lắp cabo này thì là chưa đóng vào mọi người nhé. Đó. Chưa đóng khít. Rồi có đèn gầm quý anh chị ạ. Đó. Rồi chuyển sang phía hông, phía bên phụ này quý anh chị. Em sẽ quay ở cái góc độ chéo này để cho mọi người nhìn thấy nước sơn này. Đấy, một nước sơn rất là sạch sẽ và bóng mọi người nhé. Xe năm 2013 đến bây giờ thì cũng hoạt động gần 8 năm rồi. Thì cũng có những vết chầy xước cũng như là va quyệt nhẹ. Thì khi nhận mẫu xe này thì bên em cũng đã cho tỉa lại rồi quý anh chị nhé. Đây và đây này. Đây là cái phần mặt na răng cũng như là lốp của bánh phía trước bên phụ đây ạ. Lốp còn rất là dày và bốn quả lốp còn đẹp mọi người nhé. Đó, có xi nhan tích hợp trên gương này. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương quý anh chị này. Và đây nước sơn này em sẽ quay ở góc độ chéo này mọi người nhìn này. Đó, nước sơn rất là đẹp và bóng quý anh chị ạ. Tất nhiên là bên em đã cho tỉa và đánh bóng lại rồi mọi người nhé. Đấy, tay nắm mở cửa ngoài mọi người zoom này quý anh chị này. Nẹp chân kính này, cửa zoom này và cũng có vẻ che mưa rồi. Đấy, phần hông của chiếc xe được nhìn từ phía bên phụ đấy ạ. Mẫu xe này thì form dáng còn rất là cứng mọi người nhé. Form dáng liền mạch. Đấy. Tất cả các cái vết ghép chi tiết đều kín khít cũng như là song song đồng đều nhau mọi người nhé. Mẫu xe đi còn khá là tốt luôn. Và chiếc xe Toyota Vios này thì có rất là nhiều ưu điểm quý anh chị nhé. Tại sao mà lại được nhiều người tin dùng? Bởi vì là mẫu xe này có mấy cái ưu điểm để em đọc ra như sau này. Cái thứ nhất ý, thì mẫu xe Toyota Vios này nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Với khối động cơ 1.5 thì mẫu xe này với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ tầm khoảng từ 7 lít cho mọi người nhé. Rất là tiết kiệm luôn. Điều thứ hai làm nên tên tuổi cho Vios này đó chính là bền bỉ. Rất là bền bỉ luôn. Chạy xả xã luôn nhưng mà rất là ít khi hỏng vặt. Cái thứ ba nữa, nhà đồ đạc của Toyota thì rất là dễ kiếm và rất là rẻ. Và một điều nữa thì những cái chiếc xe Toyota sedan như thế này thì cũng khá là sang trọng mọi người nhé. Tính năng an toàn cũng rất là cao luôn. Với mẫu xe này thì được trang bị hai túi khí này và có phanh
đĩa 4 bánh luôn quý anh chị ạ. Phanh đĩa 4 bánh và na răng đúc 4 bánh luôn. Đấy. Cái độ an toàn của nó cũng rất là cao. Và chính vì vậy mà được rất là nhiều người Việt Nam tin dùng và tìm kiếm những mẫu xe Vios như thế này để dùng mọi người nhé. Rồi bây giờ em sẽ trở lại với mẫu xe này từ phía đằng sau đây ạ. Hai cặp đèn phía trước và phía sau còn zin theo xe luôn quý anh chị này. Đó, em sẽ quay ở cái góc độ nhìn rõ nhất cho quý anh chị này. Đấy. Mặt đèn sáng cũng như là chóa đèn còn rất là sáng luôn, không hề bị phai màu hoặc mờ hoặc ố vàng. Đó, đây cặp đèn phía sau mọi người này. Đấy, rất là đẹp luôn mọi người nhé. Vios E 2013 và biển số 34, biển Hải Dương quý anh chị ạ. Đấy, lốp phía sau cũng như là form dáng được nhìn từ phía bên tài đấy ạ. Đấy, sơn xi thì được bên em đánh bóng, sơn tỉa lại rất là sạch sẽ rồi. Lốp và đang bánh phía sau bên tài. Đấy. Các bác nhìn vào cái phần lốp phía sau này thì các bác cũng đã biết được là chiếc xe này và là chiếc Vios E của anh chị nhé. Bởi vì là Vios E thì mới có phanh đĩa phía sau, còn Vios Nimo thì là phanh tang trống của anh chị ạ. Đây cũng là một điểm để phân biệt giữa Vios E và Vios Nimo của anh chị nhé. Tay nắm mở cửa ngoài mạng cửa rôm này quý anh chị này. Nẹp chân kính mạng cửa rôm này. Về che mưa rồi. Đấy, em sẽ quay ở cái góc độ chéo này của phía bên tải để cho mọi người xem về cái form dáng cũng như là lớp áo của chiếc xe này. Đó, về gương thì cũng đã độ thêm một cái gương nhỏ để quan sát điểm mù quý anh chị nhé. Đấy, xin nhan tiếp trên gương này. Rồi, em trở ra xa một chút về cái phía hông bên tài này. Đấy, và zoom lại gần về cái na răng cũng như là lốp của bánh phía trước nhé. Đó, mọi người quan sát này. La răng và lốp. Đấy, rất là dày. Với 4 quả lốp này thì theo con mắt của em quan sát thì cũng chạy được tầm khoảng ít nhất phải 2 vạn nữa thì quý anh chị mới phải thay lốp quý anh chị nhé. Và bây giờ thì mời mọi người chuyển vào phần nội thất của mẫu xe này để cùng nhau khám phá cũng như là để xem về chất lượng nội thất của mẫu xe này như thế nào quý anh chị nhé. Đó. Em sẽ mở hết 4 cánh cửa ra để quay cho quý anh chị nhìn cho rõ nét hơn. Với mẫu xe Toyota Vios E sản xuất năm 2013 này thì trang bị bộ ghế da màu kem, tappi tablo 2 màu, màu kem và màu ghi quý anh chị nhé. Nhìn vào nội thất, cảm quan ban đầu thì quý anh chị cũng đã có thể phân biệt được chiếc Vios E và Vios Nemo đúng không ạ? Vios E thì có nội thất 2 màu, tablo 2 màu, màu ghi và phía dưới này là màu kem. Đấy. Còn chiếc Vios Nimo thì là toàn bộ nội thất đều màu đen cả quý anh chị nhé. Còn nếu như chiếc nào được độ hoặc là nâng cấp lên thì những cái phần màu kem này này sẽ là bị sơn lên mọi người nhé. Đây những cái phần này sẽ sơn màu kem thì quý anh chị chỉ cần nhìn nước sơn là quý anh chị biết ngay đó là Vios Nimo nâng rồi ạ. Và bây giờ em sẽ quay phần nội thất của xe đây ạ. Chiếc xe có bộ ghế da màu kem. Đây ghế da màu kem quý anh chị này. Ghế da rất là sạch sẽ luôn quý anh chị nhé. Đấy, rất sạch sẽ và đồng nhất, không có sự lệch màu. Đó. Về keo chỉ cũng như là thân vỏ thì bên em cam kết cho quý anh chị nhé, keo chỉ thì zin 100% rồi. Thường thì em sẽ không quay keo chỉ mà em sẽ cam kết bằng văn bản cho quý anh chị luôn là xe keo chỉ zin 100%, không mất một phân keo chỉ nào. Nếu như mất keo chỉ thì bên em hoàn toàn chịu trách nhiệm cũng như là bao chi phí đi lại cho quý anh chị nhé. Đây phần mặt táp lô đây ạ, còn rất là sạch sẽ ạ. Các hoa văn trên táp lô các bạn hãy quan sát này. Còn rất là đẹp luôn, không có hiện tượng bị mờ bóng hay là bị chảy xước quý anh chị nhé. Đó. Trên táp lô phía bên phụ thì có một túi khí dành cho hành khách bên phụ này quý anh chị này. Đấy. Thường thì những chiếc xe Nimo thì không có túi khí đây nhá. Ở đây sẽ có một cái phần gọi là phần lắp nhựa quý anh chị nhá. Phần lắp nhựa lắp lên cái phần chữ airbag này và sẽ không có chữ airbag này luôn quý anh chị nhá. Và một túi khí nữa thì được trang bị ở trên vô lăng.
Đó, trên vô lăng, và tiện thì em sẽ quay vô lăng luôn mọi người này. Vô lăng thì còn tương đối đẹp ạ. Em chỉ dám nói là tương đối đẹp thôi quý anh chị nhá. Bởi vì là qua 8 năm sử dụng thì sẽ có sự xuống cấp theo thời gian. Đó. Với mẫu xe Vios E này thì cũng đã được chủ độ lên một cái màn hình Android rất là to rồi, ở giữa mặt trung tâm của cái táp lô này. Đây, em sẽ quay xuống phần điều hòa cho mọi người xem này. Và đây phần cửa số các chị này. Đấy, tí nữa thì em lại sang bên kia em để máy lên để cho mọi người cùng xem cái đồng hồ mọi người nhé. Ok, đây em sẽ quay chi tiết phần nội thất cho mọi người xem này. Đấy, nội thất rất là sạch sẽ luôn này. Và ghế da, hàng ghế phía sau này. Với mẫu xe này thì có một điều mà rất là đáng tiếc, đó chính là chủ chủ cũ đã độ lên cái đèn trần 3D rồi. Với những người đi thợ như chúng em thì rất là thích cái trần trần nỉ, nhưng mà rất là nhiều quý vị mua xe về thì đều muốn độ lên cái trần 3D cho đẹp, cho sang trọng. Đó. Rồi bây giờ em sẽ chuyển sang phía bên tài một chút cho mọi người nhé. Để chuyển sang bên tài quay cái vô lăng cũng như là mở cái cốp sau ra để quay cho mọi người luôn nhé. Tapi Tato thì rất là đẹp quý anh chị này. Đấy, em quên mất đấy, không quay Tapi Tato cho mọi người. Đấy, Tapi của em bên tài này. À, đây là cụm điều khiển tổng, gương kính chỉnh điện. Đấy, gương kính chỉnh điện, gương kính chỉnh điện, cục điện này mọi người này. Đấy, đây là phần ghế bên tài đây quý anh chị này. Đấy, quý anh chị có thể quan sát này, bộ ghế da rất là đẹp luôn ạ. Tappy hai màu, màu ghi và màu kem. Đó. Bây giờ em sẽ mở cái cốp sau ra và cốp trước ra, và tí nữa em sẽ quay ra khoang máy cho mọi người kiểm tra cho rõ nét luôn mọi người nhé. Đây là phần cốp phía sau đây các bạn ạ. Đấy, các bác hãy quan sát này. Phần cốp phía sau thì có lốp dự phòng và các cái đồ cũng như là kích lốp cũng như là con đội và đồ mở lốp đều phía dưới mọi người nhé. Đây các bác quan sát, em sẽ quay sâu xuống này, đều có phía dưới rồi. Và đây là lớp tôn này, em sẽ nhấc cái này ra cho mọi người xem lớp tôn này. Chiếc xe Vios sản xuất năm 2013. Và phía bên trong này, lớp tôn còn rất là đẹp luôn. Đây là cái keo theo nhà máy mọi người nhá, keo keo chống thấm theo nhà máy luôn mọi người nhá, không phải là keo bôi mới đâu ạ. Đấy. Đây. Đấy, rất là tôn này các bác này. Tôn còn rất là dày luôn nhá. Cực dày luôn và lớp tôn còn rất là đẹp. Và bây giờ sẽ mời mọi người ra phần khoang máy của mẫu xe này. Để trước khi ra phần khoang máy thì em sẽ khởi động máy lên mọi người nhé. Đó. Rồi các bác hãy quan sát này. Sẽ có loa rất là to mọi người nhé, loa nghe rất là thích luôn. Xin lỗi mọi người vì em chưa tắt âm thanh giải trí đi, và cũng tiện là test luôn cho quý vị luôn là âm thanh giải trí nghe rất là hay luôn. Đó, đây các bác cái quan sát này, trên cái đồng hồ này thì hiện ba cái đèn màu đỏ và một đèn đang nhấp nháy đúng không ạ? Đây không phải là lỗi mọi người nhé, cái phần đang nhấp nháy đấy chính là báo nằm là chưa thắt dây an toàn. Còn cái đèn đèn này là đang báo ở trạng thái phanh. Đèn phía dưới là báo đang ở trạng thái mở cửa nhé. Em đang mở cửa thì sẽ hiện cái đèn báo mở cửa lên mọi người ạ. Còn lại thì không có bất kỳ lỗi nào mọi người nhé. Đó. Và mọi người quan sát này. Đây cũng là một, nhìn vào cái đồng hồ này mọi người cũng có thể nhận biết được một chiếc xe Vios E hay là Vios Nimo nhé. Chỉ cần nhìn vào cái kim này đây này mọi người này. Kim của Vios E là màu đỏ, còn kim của Vios Nimo là màu trắng quý anh chị nhé. Đó. Có rất là nhiều điểm để phân biệt Vios E và Vios Nimo. Thì em trong quá trình quay thì đến bộ phận nào thì em sẽ giới thiệu luôn, cũng như là chỉ cho mọi người cách phân biệt Vios Limo cũng như là Vios E luôn mọi người nhé. Và bây giờ sẽ mời quý anh chị ra ngoài phần khoang máy của chiếc xe này.
Đây ạ. Đây là phần khoang máy của chiếc xe Toyota Vios E, sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2015. Với mẫu xe này thì được trang bị khối động cơ là 1.5 quý anh chị nhé, với mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào tầm từ khoảng 7 lít trên 100 km ạ. Và đây ạ, em sẽ quay sâu xuống phía dưới để cho quý anh chị xem là xe rất là sạch sẽ luôn nhé. Đấy, khô ráo, và hiện tại thì bây giờ xe đang ở trạng thái nổ máy mọi người nhé. Và quý anh chị em sẽ cho sát vào để cho quý anh chị nghe xem nào. Cái mẫu xe này thì có tiếng máy không quý anh chị ạ? Đấy, gần như là nghe chỉ có tiếng hơi hơi kêu lách tách thôi đúng không ạ? Đấy, em sẽ dừng lại một chút để mọi người có thể nghe được tiếng máy của chiếc xe này. Đó, chỉ hơi nghe tiếng lách tách thôi quý anh chị nhé. Rất là êm luôn. Máy thì khẳng định với quý anh chị là máy ngon luôn. Đấy. Và công nghệ máy VVTi rồi. Công nghệ máy mới của Toyota. Đấy. Với mẫu xe này thì mức giá thì bên em để trên phần tiêu đề cũng như là phần mô tả quý anh chị nhé. Và quý anh chị nào quan tâm đến mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2013 thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0947 535 262 hoặc là số điện thoại là 0983 569 097 để em sẽ gửi hình và cũng như là gửi video chi tiết hơn về mẫu xe Toyota Vios E này để cho quý anh chị xem chất lượng về xe và chi tiết hơn nữa nhé quý anh chị nhé. Vâng, và một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn cũng như là xin chào quý anh chị và các bạn, và hẹn gặp lại quý anh chị trong các clip lần sau ạ.